Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 6 2024 sẽ có các tin tức đáng chú ý sau đây. Sau 2 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, sáng nay Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đối với 4 nhóm vấn đề với trên 190 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu. Khởi động dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam tại tỉnh Đồng Nai với tổng kinh phí hơn 76 tỷ đồng. Hôm nay, hơn 25.000 thí sinh tại Đồng Nai đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Phần tin thế giới, Nga yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an về việc phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Úc Benny Wong thăm quần đảo Solomon và tuyên bố Canberra muốn tăng cường quan hệ với nước láng giềng Thái Bình Dương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, 6 tháng 6 1941, 6 tháng 6 2024, sáng nay Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt chúc mừng đoàn đại biểu người cao tuổi tiêu biểu. Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, cũng như gần 17 triệu người cao tuổi trên khắp mọi miền Tổ quốc, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, sự tri ân sâu sắc nhất, mong muốn các cụ luôn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước bày tỏ tự hào về những cống hiến vẻ vang của người cao tuổi nước nhà, nhấn mạnh người cao tuổi Việt Nam trong mọi thời đại lịch sử luôn xứng danh là rừng cột quốc gia, xã thân vì xã tắc, là ngọn đuốc bất diệt, thắp sáng tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, trường tồn dân tộc. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đồng ý với các đề xuất của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam về việc sửa đổi luật người cao tuổi và sớm ban hành Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2030-2050. Dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng quà các đại biểu người cao tuổi tiêu biểu và cán bộ chủ chốt của các hội người cao tuổi cả nước. Thưa quý vị, sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, sáng nay, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đối với 4 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chính của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phiên chất vấn đã diễn ra thành công, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đúng và trúng những vấn đề cử tri, nhân dân cả nước cũng như các đại biểu Quốc hội quan tâm. Chủ tịch Quốc hội cho biết tại phiên chất vấn đã có 193 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó có 162 đại biểu đã được chất vấn, 31 lượt đại biểu tranh luận, còn 160 đại biểu đăng ký nhưng chưa được phát biểu do hết thời gian. Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thay mặt Chính phủ báo cáo giải trình rõ thêm về những vấn đề thuộc trách nhiệm điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội. Cùng tham gia trả lời chất vấn có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ phiên chất vấn thành công tốt đẹp với tinh thần rõ trách nhiệm, rõ giải pháp và cam kết mạnh mẽ trong chỉ đạo, quản lý, điều hành. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Các vị đại biểu Quốc hội qua thực tiễn hoạt động của mình đã nắm chắc tình hình, nghiên cứu kỹ các báo cáo, nêu câu hỏi cũng như tranh luận ngắn gọn, rõ ràng, thiết thực, đi thẳng vào các vấn đề. Quá trình chất vấn, các đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp. Với mong muốn Chính phủ, các bộ ngành tiếp tục có các giải pháp phù hợp, quyết liệt, hiệu quả hơn vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước. Các bộ trưởng, trưởng ngành dù dày dặn kinh nghiệm trả lời chất vấn hay tham gia trả lời chất vấn lần đầu, nhưng đều thể hiện bản lĩnh, tâm huyết, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ và thực trạng của ngành, lĩnh vực của mình phụ trách. Trả lời rõ nhiều vấn đề khó, phức tạp, thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao, trả lời tập trung,
không né tránh những vấn đề được hỏi và giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ các nội dung cụ thể từng lĩnh vực đã được kết luận tại 4 phiên chất vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp này, làm cơ sở cho việc thực hiện giám sát, thực hiện theo quy định. Tại phiên họp chiều nay, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Tam Quang. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh bằng hình thức biểu quyết điện tử với tỷ lệ tán thành đạt 95,48%. Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử với tỷ lệ tán thành đạt 96,1%. Tin trong tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2024. Tham dự đại hội về phía tỉnh Đồng Nai có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thái Bảo, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Tấn Đức, Ủy viên Thường vụ, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gần 200 đại biểu trong lực lượng vũ trang tỉnh. Về phía quân khu 7 có Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy quân khu, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng quân khu. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị đã hỗ trợ học nghề cho hơn 6.000 quân nhân, giới thiệu việc làm cho hơn 2.100 đồng chí, có 132 đảng viên vào hệ thống chính trị cơ sở cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở địa phương. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh có 60 sáng kiến đoạt giải cấp cơ sở, 10 sáng kiến đoạt giải cấp quân khu, 1 sáng kiến đạt giải 3 tuổi trẻ sáng tạo toàn quân. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt một số mô hình tiêu biểu như dân quân nắm hộ gia đình nơi cư trú, căn nhà hậu phương, doanh nghiệp đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, 1.000 đồng học phí cho em. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy quân khu 7 đã biểu dương đánh giá cao lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai đã triển khai toàn diện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai luôn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quân khu đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, làm cho thi đua thực sự trở thành nhu cầu tự giác, việc làm thường xuyên của một cơ quan đơn vị và từng cán bộ chiến sĩ trong quân kỳ vệ. Ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó có phong trào thi đua. Càng khó khăn gian khổ thì càng phải đẩy mạnh phong trào thi đua. Mỗi người phải tự thi đua vượt qua chính mình, thi đua với đồng chí, đồng đội mình. Cán bộ càng cao thì càng phải gương mẫu thi đua. Đánh giá cao phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, lực lượng vũ trang tỉnh luôn đi đầu đổi mới sáng tạo với nhiều phong trào thi đua thiết thực, nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc, tiếp tục thể hiện sinh động phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tạo nhiều tấm gương tốt đẹp trong quân nhân và bạn bè quốc tế. Để tiếp tục phát huy trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị phải tập trung hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nhấn mạnh, sau đại hội với khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm mới, bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất, phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai thực sự là động lực ngày càng to lớn, mạnh mẽ, cổ vũ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng với truyền thống trung hiếu sắc son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng,
Tại đại hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng 41 tập thể và 43 cá nhân điển hình giai đoạn 2019-2024. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chủ trì buổi tiếp ông Nozaki Takao, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Cùng tiếp có lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai và các sở ngành liên quan. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã thông báo nhanh với đoàn về tình hình kinh tế xã hội thu hút đầu tư của tỉnh Đồng Nai. Theo đó, với vị trí trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai đã trở thành đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước. Riêng trong lĩnh vực thu hút vốn FDI, Đồng Nai đã thu hút hơn 1.640 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 34,34 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, số dự án đầu tư đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản là 278 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 5,2 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba về đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai. Các doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất kinh doanh hiệu quả và có đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nozaki Takao cho biết, mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, là tiền đề cho sự tăng cường hợp tác đầu tư thương mại cũng như giao lưu văn hóa văn nghệ giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Chủ tịch Hiệp hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động của Hiệp hội, cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn. Hiệp hội cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp đối thoại riêng với doanh nghiệp Nhật Bản để các doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn trong bày tỏ tâm tư để đạt nguyện vọng của mình. Tại thành phố Biên Hòa, sáng nay, Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường NASET, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam, dự án Hòa nhập 3B tại tỉnh Đồng Nai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tham dự buổi lễ. Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam, gọi tắt là dự án Hòa nhập 3B, do Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ USAID tài trợ, Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường NASET thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ dự án và tổ chức CRS là đối tác quản lý. Dự án được triển khai tại 11 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 11 năm 2026 với tổng kinh phí hơn 76 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hỗ trợ cho hơn 2.400 người khuyết tật được can thiệp phục hồi chức năng, 1.500 người khuyết tật nhận dịch vụ chăm sóc, 700 người khuyết tật và người chăm sóc nhận được trị liệu hỗ trợ tâm lý, 165 cán bộ được đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và trên 3.200 cán bộ y tế, thành viên gia đình và người chăm sóc tại cộng đồng được tập huấn, hướng dẫn kỹ năng chăm sóc người khuyết tật. Rất là vui mừng khi thấy cái khởi động cái dự án nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật tại 8 tỉnh bị phun rải chất độc hóa học nặng nề. Trong đó có Đồng Nai, hội nạn nhân chất độc da cam là cũng được thụ hưởng nhiều cái ưu đãi cho nạn nhân chất độc da cam, như là được chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam, được hỗ trợ phục hồi chức năng, được hỗ trợ vốn sinh kế để cho nạn nhân chất độc da cam có thể cải thiện được cuộc sống của mình. Tỉnh Đồng Nai cũng là một trong những tỉnh mà có rất nhiều nạn nhân da cam, đặc biệt là có cái khu vực tồn lưu chất độc da cam rất là lớn, đó là sân bay Biên Hòa. Thì ngoài cái việc là Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phối hợp với NASET là chủ dự án về cái dự án hòa nhập này, thì cũng phối hợp với bên Bộ Quốc phòng Việt Nam là quân chủng phòng không quân để tẩy độc sân bay Biên Hòa. Thì chúng tôi cũng hướng tới nạn nhân da cam. Trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Lao động cũng như các sở ban ngành về xây dựng các cái chỉ tiêu, chỉ số của dự án trong cái giai đoạn 2024 để đảm bảo làm sao đúng theo tôn chỉ của dự án là nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật, trong đấy có nạn nhân da cam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết Đồng Nai là một trong 8 tỉnh bị phun rải nặng chất da cam được dự án hỗ trợ. Từ tháng 6 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tỉnh đã tiếp nhận tham gia, theo dõi và giám sát các hoạt động của dự án Hòa nhập 3B thông qua Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng CSIB là đối tác quản lý với tổng kinh phí đã giải ngân là trên 37,2 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch đề ra. Dự án Hòa nhập 3B giai đoạn 2024-2026 sẽ củng cố kết quả đạt được trong các dự án trước đây thông qua hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật và tạo nền tảng phát triển bền vững hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Đồng Nai. Tôi đề nghị các sở ban ngành địa phương
phối hợp với tổ chức CIS chủ động triển khai nhằm đạt cái kết quả của kế hoạch đề ra, trên cơ sở cùng hợp tác và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm kinh phí thực hiện được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị các bên cùng bàn bạc thống nhất và báo cáo Ủy ban dân tỉnh, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ và Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường để chúng ta cùng thống nhất thực hiện đúng theo các nội dung nhiệm vụ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, tổng số người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là hơn 25.000 người. Trong số đó, người khuyết tật nặng chiếm 35%, số người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam là 1.348 người, chiếm tỷ lệ 5,4%. Việc triển khai dự án hòa nhập 3B nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc về y tế, giáo dục, phục hồi chức năng và sinh kế để vươn lên trong cuộc sống. Sáng nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6/6/1941, 6/6/2024 và biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở cấp tỉnh giai đoạn 2019-2024. Giai đoạn 2019-2024 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội người cao tuổi Việt Nam, phong trào thi đua tuổi cao gương sáng nói chung, phong trào người cao tuổi thi đua tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở nói riêng ở tỉnh Đồng Nai đã phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu. Trong đó, hội đã phát động và vận động hội viên tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi như người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tháng hành động vì người cao tuổi, chương trình mắt sáng cho người cao tuổi, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong những năm qua thì thường xuyên chăm lo tốt đối với người cao tuổi trên địa bàn. Thì hội người cao tuổi các cấp thì làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và nắm chắc các cái đối tượng của trong hội viên của mình. Xây dựng được 14 câu lạc bộ liên hệ tổ chức nhau. Đã thành lập được 14 câu lạc bộ đó và củng cố và đi vào nền nếp và chăm sóc lẫn nhau, rồi vận động mạnh thường quân để chăm lo cho hội viên người cao tuổi. Thời gian tới, Ban đại diện Hội người cao tuổi các cấp trong tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng, kịp thời phát hiện biểu dương khen thưởng phổ biến kinh nghiệm của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp xây dựng đảng chính quyền, xây dựng các đoàn thể vững mạnh ở địa phương, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần thúc đẩy công tác chăm sóc người cao tuổi, thực hiện tốt chủ trương toàn xã hội chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Cái trọng tâm của cái công tác này đó là chúng tôi thấy là đối với đặc thù của người cao tuổi thì không thể tập hợp các cụ giống như các hội viên của các cái tổ chức khác, mà chúng ta sẽ thông qua các cái câu lạc bộ. Trong đó chúng tôi chú trọng nhất là cái câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở tổ chức tại các cộng đồng dân cư, để các cái cụ mà còn sức khỏe có điều kiện có thể tham gia vào các hoạt động. Dịp này, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng cho các hội viên tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024. Thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực giáo dục. Vâng thưa quý vị, hôm nay hơn 25.000 thí sinh tại Đồng Nai đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 với hai môn thi là Toán và Tiếng Anh. Theo đánh giá của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Nai, ngày thi đầu tiên đã diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế. Trong buổi sáng nay, thí sinh thi môn đầu tiên là môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Trấn Biên, thành phố Biên Hòa, một số thí sinh đến sớm tranh thủ xem lại bài trước khi vào phòng thi. Hầu hết thí sinh cảm thấy thoải mái vì đã có sự chuẩn bị kỹ cho kỳ thi quan trọng này. Với môn Toán sáng nay, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi thẻ dự thi, căn cứ công dân, bút viết, máy tính cầm tay trong danh mục máy tính được phép mang vào phòng thi. Tất cả các thiết bị, đồ dùng khác phải để bên ngoài. Để đảm bảo an toàn và kỳ thi diễn ra nghiêm túc,
giám thị một lần nữa quán triệt quy chế phòng thi đến các thí sinh. Sau 120 phút, thí sinh hoàn thành bài thi môn toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Nhận định đề thi môn toán, nhiều thí sinh cho biết đề thi có độ phân hóa cao. Để ra sáng nay để mà đạt điểm tuyệt đối là với những bạn xuất sắc rồi thì nó sẽ dễ, nhưng mà với bạn khá giỏi thì chỉ có 8-9 thôi. Dạ, khó nhất là câu hình, câu C, đặc biệt là câu C hình. Và một câu giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất cũng khó đối với em. Theo như em đánh giá thì đề thi năm nay thì có bài hình là hơi khó hơn năm ngoái xí, và đề thi cũng nói chung là nó khó hơn năm ngoái, nhưng mà vẫn trong khả năng của em ạ. Chiều nay thí sinh tiếp tục thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Như vậy thí sinh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên, đồng hành với con tại kỳ thi. Bên ngoài trường, nhiều phụ huynh cũng không giấu được sự hồi hộp, lo lắng. Cháu thi hôm nay như mình ngồi ngoài này cũng hồi hộp, mong chờ được cho cháu nó thi được là cái xong xuôi hoàn thành cái bài thi của mình, và muốn cho là làm bài tốt. Đấy thì những phụ huynh thì cũng vậy thôi, cũng lòng lo cho con hết, tất cả về cho con cái. Bé mà phòng thi như chị lo từ hôm qua cơ. Chị run không hiểu sao chị thấy hồi hộp cho bé từ hôm qua, chị cứ bảo với bé là không biết là con có hồi hộp không ra mà mẹ thấy hồi hộp quá. Thật, nói thật là bé nhà chị thì học thì cũng được, nhưng mà chị cũng rất là lo. Ngày mai thí sinh sẽ tiếp tục thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Riêng thí sinh đăng ký thi vào trường trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh sẽ tiếp tục thi môn chuyên đã đăng ký vào buổi chiều cùng ngày. Theo chân các sĩ tử tại Đồng Nai bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, chương trình tiếp sức mùa thi đợt 1 đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong ngày thi đầu tiên hôm nay, tỉnh đoàn phối hợp với Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai tổ chức ra quân 3 đội hình tình nguyện tại các điểm thi: trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, trường trung học phổ thông Chu Văn An, trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa. Ngoài ra, các điểm thi khác đều có đội hình tiếp sức của sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. 6 giờ 30 phút sáng, các đội hình tiếp sức mùa thi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã sẵn sàng. Với đội hình cấp tỉnh, mỗi điểm tiếp sức có khoảng 10 tình nguyện viên. Còn điểm tiếp sức cấp trường, mỗi buổi tiếp sức có 5 sinh viên tham gia. Hoạt động tiếp sức mùa thi năm nay cơ bản vẫn đảm bảo các nội dung, các hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ vật phẩm, tư vấn, phát nước uống miễn phí. Tại mỗi điểm thi, các sinh viên, tình nguyện viên cũng tổ chức cổ vũ, động viên tinh thần các sĩ tử với khẩu hiệu "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn". Tụi em đã có sự chuẩn bị từ chiều hôm qua để hôm nay có thể hỗ trợ các bạn được tốt nhất. Thì tụi em cũng hiểu được cái ý nghĩa của cái lần tiếp sức mùa thi này, và tụi em mong muốn là có thể giúp được nhiều các bạn học sinh, nhiều quý vị phụ huynh và đem đến giá trị nhân văn cho toàn xã hội. Thì tụi em có chuẩn bị bút, nước và các dụng cụ cần thiết để ví dụ các bạn nào quên thì tụi em có thể hỗ trợ kịp thời. Và tụi em cũng có gửi những lời chúc ở trên những cái giấy nốt nhỏ ghi dán trên những cái dụng cụ thi để có thể một phần nào đó tiếp thêm động lực cho các bạn có thể vượt qua kỳ thi một cách thành công tốt đẹp và chinh phục ngôi trường mơ ước của các bạn. Năm nay trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai có 41 điểm dự thi, trong đó có 39 đội hình tình nguyện với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên. Các tình nguyện viên tham gia tiếp sức đều tích cực với tinh thần trách nhiệm cao để giúp đỡ thí sinh và nhà trường có một kỳ thi an toàn, hiệu quả. Lần đầu tiên thì chắc chắn là lúc nào cũng giữ cho mình một cái khoảng khắc nào đó. Còn lần thứ hai thì mình sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, mình sẽ có những điều mà mình khuyên các em thi tốt được hơn ạ. Cố gắng cổ vũ tinh thần cho các em để cho các em bớt hồi hộp đi ạ, cho các em có sức tiếp sức được cho tinh thần cho các em thi. Đây là trường chuyên cho nên là sẽ có thi các môn chuyên nữa, cho nên là tụi em sẽ tiếp xúc 4 buổi. Em mong muốn là đem tới cho các bạn những cái sự gọi là vui, là sau này là có một cái tinh thần nhiệt huyết để mà các em có thể phát triển mình sau này và có thể tham gia được trong đoàn thanh niên cũng như hội sinh viên sau này cũng như giống tụi em ạ. Tiếp sức mùa thi là chương trình thường niên trong khuôn khổ chiến dịch hè tình nguyện, là môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, qua đó thể hiện vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành với thanh niên.
Chương trình sẽ tiếp tục với các tin tức kinh tế đời sống khác. Thưa quý vị, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán vàng miếng cho 4 ngân hàng quốc doanh và công ty SJC là 75,98 triệu đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng so với hôm qua. Hôm nay là ngày thứ tư, 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC bán vàng miếng SJC tới người dân theo phương án mới của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp. Hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 618 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 542 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 325 đồng một lít, dầu hỏa giảm 374 đồng một lít. Cuối cùng, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 253 đồng một ký. Sau điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15 giờ chiều nay là xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.141 đồng một lít, xăng RON 953 không cao hơn 21.977 đồng một lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.422 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 19.557 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 17.285 đồng một ký. Sầu riêng Việt Nam được đánh giá là có lợi thế sản lượng dồi dào, thu hoạch rải vụ quanh năm, đặc biệt khi vào vụ không bị cạnh tranh với sầu riêng Thái Lan. Ngoài ra, một lợi thế của sầu riêng Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc là thời gian vận chuyển nhanh và giá thành cạnh tranh. Đây là những yếu tố giúp cho sầu riêng Việt Nam tạo được bước tiến lớn tại thị trường Trung Quốc chỉ sau chưa đầy 2 năm được mở cửa tại thị trường này. Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt 79.000 tấn, trị giá 369 triệu đô la Mỹ, tăng 91% về lượng và tăng 81% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Sầu riêng Việt Nam đang chiếm trên 39% tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc, đưa Việt Nam là thị trường cung cấp sầu riêng tươi lớn thứ hai cho Trung Quốc. Liên quan đến an toàn lao động, thưa quý vị, tiếp tục chương trình giám sát việc sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các doanh nghiệp. Hôm qua, đoàn giám sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Đồng Nai thuộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam và Công ty Cổ phần DNP Holding đều đóng chân trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Qua kiểm tra, đoàn công tác kiến nghị các doanh nghiệp tổ chức đào tạo những lao động vận hành máy nén khí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động. Khi thực hiện kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phải cử người giám sát chặt chẽ để đảm bảo việc kiểm định được đúng quy trình, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Đồng Nai, doanh nghiệp sử dụng 12 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động gồm bình chứa khí nén, tời nâng hàng, nồi hơi, xe nâng hàng. Các máy móc thiết bị đã thực hiện kiểm định theo quy định và còn hạn. Công ty có xây dựng các nội quy an toàn lao động, quy trình vận hành máy thiết bị, có lập các biển cảnh báo nguy hiểm treo đặt tại nơi làm việc, xây dựng quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị tại nơi làm việc nhưng chưa đầy đủ. Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị công ty cần tổ chức đào tạo những người lao động vận hành máy nén khí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị và chỉ được bố trí người lao động vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đã được đào tạo, có chứng chỉ vận hành. Đồng thời phải lập sổ theo dõi tình hình hoạt động của các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Được đoàn đánh giá đi kiểm tra thì trước đây công ty cũng đã làm theo pháp luật, luật là về an toàn vệ sinh lao động nhưng mà cũng còn một số thiếu sót nhỏ thì bên nhà máy sẽ quyết tâm là khắc phục triệt để cái những vấn đề đó để không xảy ra vấn đề về tai nạn lao động cho người lao động và bảo đảm tài sản cho công ty. Còn tại công ty cổ phần DNP Holding, doanh nghiệp đang sử dụng 25 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như bình khí nén, xe nâng, pa lăng xích điện, cẩu trục. Các máy móc thiết bị đã thực hiện kiểm định theo quy định và còn hạn. Tuy vậy, qua kiểm tra hồ sơ, công ty chưa cung cấp lý lịch của một bình khí nén. Ngoài ra, người vận hành máy nén khí tại công ty cũng chưa có chứng chỉ đào tạo vận hành theo quy định. Công ty cũng không tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Do đó, đoàn đề nghị công ty cần tổ chức ngay việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho hơn 110 người lao động thuộc các nhóm theo quy định, xây dựng niêm yết đầy đủ các nội quy quy trình vận hành an toàn và các biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn về an toàn vệ sinh lao động đối với máy thiết bị treo đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy. Trước những vi phạm về luật an toàn lao động, đoàn đã lập biên bản vi phạm đối với doanh nghiệp này. Doanh nghiệp mà
thực hiện chưa tốt thì đoàn cũng có đưa ra những cái kiến nghị rồi đưa ra cái thời gian yêu cầu khắc phục. Còn đối với những cái hành vi mà vi phạm lớn ấy, thì đoàn cũng đã lập biên bản để xử phạt vi phạm hành chính. Rồi qua đó thì cũng đối với những cái doanh nghiệp mà dịch vụ huấn luyện thì cũng về kiến nghị lãnh đạo sở là mời lên sở để làm việc để xử lý về cái hành vi mà là huấn luyện không đúng cái thời gian, không đủ về thời gian, thời lượng và chương trình theo quy định. Sau khi kiểm tra, đoàn giám sát cũng đề nghị các doanh nghiệp khắc phục các hạn chế báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai trước ngày 15 tháng 6, 2024. Như vậy, từ cuối tháng 5 đến nay, tức sau một tuần tổ chức, các đoàn giám sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra tại 15 trên tổng số 21 doanh nghiệp sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.